Xin giới thiệu với các bạn 4 cái mẫu động cơ 12V hàng mới về các bạn nhé. Cái loại đầu tiên ấy là 12V 600W. Loại này dùng nhôm xích xe máy và có tỷ số truyền là giảm tốc còn 45 vòng trên phút. Loại thứ hai cũng 12V 600W và nó có cái lỗ tim này là lỗ lục giác 16 nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể mua cái trục lục giác bên mình và các bạn truyền lực ra qua cái trục lục giác ấy, dài 1 mét các bạn nhé, về các bạn cắt đi bao nhiêu cũng được đấy. Tiếp theo ấy là đến cái mẫu 12V 350W này. Con này thì giảm tốc còn 200 vòng trên phút các bạn nhé. Cái này nó cũng dùng nhôm xích xe máy này, nhôm dày này. Và một cái mẫu động cơ nữa là mẫu 12V 500W cũng 200 vòng trên phút các bạn nhé. Loại này có chân đế này, loại này có chân đế này. Hai loại này nó không có chân đế này. Hai loại này 12V 600W không có chân đế nhưng mà nó có cái ốc để cho các bạn định vị. Đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 4 cái lỗ ốc xuyên tâm này. Đấy. Để cho các bạn định vị nhé. Đấy. Thì hai cái loại 12V 600W này là nó quay 45 vòng trên phút. Đấy. Hai loại này quay 45 vòng trên phút. Và cái loại này ấy, thì là nó quay là như vừa mình nói rồi đấy, là 200 vòng trên phút. 200 vòng trên phút. Thì cái này các bạn có thể làm motor quấn bạt, motor xe đồ chơi trẻ em thì đều làm được nhé. Đối với cái loại này các bạn có thể chạy trực tiếp cái ấy được, chạy trực tiếp vào bánh xe được 45 vòng trên phút. Đấy. Hoặc là các bạn muốn truyền tải qua nhông xích, hoặc là cái này, hoặc là các bạn làm motor quấn bạt thì tất cả đều được nhé. Mình đăng lên đây để thông báo cho các bạn biết hàng đã về. Con này đường kính khoảng 12, con này đường kính 12, con này đường kính khoảng 10, còn con này đường kính khoảng 9 cm. Đấy, chiều dài thì nó như trong hình này, con này khoảng 8-9 gì đấy, con này dài hơn khoảng 11-12. Con này cũng thế, khoảng 11-12 cm. Tất cả là điện áp 12V các bạn nhé. Các bạn mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà mình.